chửi thằng này. Nè, tao nói cho nghe nè. Chửi liền mẹ. Nói cho nghe nè, nhìn mặt nhìn nè. Trời ơi. Nói nghe nè. Hình như là cái Lan Quế Phường vậy nè, là ai nó cũng là yêu trơn, có chửi hết trơn á. Chỉ ngoại trừ ra ba người. Ba người là cô Phương nè, bà Chấp nè, với tao là mày chưa yêu thôi. Còn ba người mày yêu nốt luôn đi. Đúng không? Đó, bắt đầu thể hiện ra nè. Sao? Đúng không? Còn ba người mày chưa yêu thôi, cái Lan Quế Phường mày yêu hết trơn, người đặt có chửi với mày hết trơn, có qua. Trời ơi. Sao không nói? Sao không nói? Hả? Sao không nói? Nó đúng không? Đúng không? Nó đúng không? Hả? Cái Lan Quế Phường này mày lấy hết trơn rồi, thằng nào mày cũng có chửi hết trơn á. Trừ ra ba người là Thu Phương nè, với tao nè, với lại bà Chức mà mày chưa yêu thôi. Quá mày lại đây nè. Chạy đây. Quá. Đâu hỏi chạy. Giữ lại, không có cho chạy. Bây giờ mày nói rõ ra coi coi. Chửi. Mày nói rõ ra coi. Đúng không? Đúng không? Có tôi yêu Quang không? Không cho chạy. Mày điếu lại Quang, điếu lại cho mẹ. Không cho chạy. Đúng không? Tao nói đúng không? Không cho chạy. Không chửi mẹ. Không chửi. Không cho chạy luôn. Đúng không? Không cho chạy luôn mẹ. Phải không? Trời ơi, chửi này, thằng này là biến thái nè, chứ không phải gì trơn á. Chửi mẹ. Tôi yêu Quang thật sự. Hả? Tôi yêu Quang, còn yêu nữa à Quang. Tôi giờ còn yêu đó hả? Không có yêu thương gì đây chừng á. Yêu gì? Yêu chồng. Bộ đó chồng. Bộ chồng hả? Chồng hả? Không có chồng con gì chồng đây. Con hả? Có không? Không có chồng con gì đây. Có không? Quang. Trời ơi là trời. Có đúng mình đi nha. Biết chung. Bộ đó chồng. Bỏ ra chồng. Để tao nói về. Để cho nó về tao. Chồng. Hai là chồng. Thôi nói chuyện rõ ràng cái bầu thai đi. Bây giờ nói rõ ràng cái bầu thai tao. Nói rõ ràng cái bầu thai. Quang. Phương đi. Quang nói rõ bầu thai cho mẹ coi. Nói rõ ràng. Đi đâu? Đút cái cây vô cầm đi để cho Khoan chạy đi. Ngủ giờ. Chạy ngủ rồi. Bây giờ nghe mày nói không? Bây giờ con nói rõ ràng cái bầu thai đi, con nói cho mẹ nghe coi. Ai biết? Có không? Ai biết thì cho nó bỏ đi đâu. Có không? Có không? Chấp nhận. Quá, nó tao chấp nhận vậy. Con tao chấp nhận vậy. Nó nghe coi. Hả? Chấp nhận cái gì mày khùng hả? Hả? Mày biến thái hay sao vậy? Ai mày cũng rồi có chữa, ai mày cũng có bầu hết trơn vậy? Khùng hả? Ủa là chồng. Trời ơi. Con chữa tao mất quá. Chữa tao mà. Ừ, cái vợ chồng. Ừ, nè. Nha, hôm nay anh Khoa ra rồi với hai túi sách nha mọi người. Đầu lắm rồi. Giờ anh Khoa mới ra. Khoa mới đi đâu về hả Khoa? Mới ngủ dậy á. Mới ngủ dậy hả? Hôm nay làm gì ngủ ngủ lâu rồi Khoa? Ngủ dậy phải dọn dẹp phòng rồi nấu cơm rồi chào cho tự mang đi thôi. Rồi đem cơm cho ăn luôn hả? Ủa cơm thịt ngon lắm rồi. Cho ăn với rồi. Đây đang buồn á. Buồn chuyện gì nữa? Ở nhà kêu phải phá đi. Là có nghĩa là chưa có phá thai phải không? Chưa. Là ở nhà cũng kêu khóa luôn hả? Nhà đồng ý cho khóa luôn hả? Đồng ý. Trời ơi, vậy thôi gia đình mà nói vậy thì còn ai mà cản Khoa nổi nữa. Không thể tin được luôn, gia đình cũng kêu khóa luôn. Bởi vì Khoa rất là buồn. Khoa có biết được cái chủ nhân bầu thai đó là ai chưa? Con nói có yêu anh Quang đó. Trời ơi. À, vậy hả? Ủa Khoa rồi không có sao. Ba hỏi thiệt nha, rồi con sao mà không biết là con bị có thai vậy? Buồn nôn. Buồn nôn hả? Ăn thiệt, thiệt chua. À, con có thử que được không? Thử rồi. Thử que sao mà mình biết? Thử que, con có bệnh viện con lên bác sĩ đó mà. À, nó đi bác sĩ khám luôn hả? Dạ, con có bệnh viện con bên Trường Vũ. Trời ơi, con chết rồi Quang ơi. Chết rồi. Em chua hạn chế đem cốc, đem xôi gì ra ăn nè. Đó rồi, nguyên một xôi chua ra thế này Quang ơi. Bé mà nó đại đạp mà nó thèm chua là ai chịu nổi.
mình đàn ông mình không biết cái cảm giác có bầu của phụ nữ nó như thế nào. Để có đứa con đó, có đứa con nó hủ hỉ cũng vui. Vậy mà gia đình, gia đình kêu phá mới ghê chứ. À, gia đình tha pha kêu phá thai. Ủa. Đó là không ai chấp nhận hết. Người ấy có nói câu nào với Khoa không? Không. Anh chị thấy buồn buồn sao đâu mà. Tôi ba chồng còn kêu là không có chấp nhận chứ. Ở nhà coi clip hết rồi, ở nhà ba mẹ gì coi, cả nhà coi clip hết rồi. Nói là tại sao người ta không có chấp nhận con. Còn Khoa trả lời sao? Ôi trời ơi, kêu bà má qua luôn, trời ơi. Nhưng mà anh không chấp nhận em đâu. Ủa anh nói là anh bỏ em à? Quang đâu bỏ đâu, Quang kêu ba mẹ qua nói chuyện mà đâu bỏ đâu. Đâu kêu qua đây nói chuyện hả? Đó thấy không? Như tối hôm qua Quang nói rồi, cái bộ thai này không phải của anh. Anh nói đừng bắt anh mà gì bỏ vỏ gì đó. Nhắc canh bỏ vỏ. Anh là chồng em mà nói vậy đó hả? Cứ hỏi gì mà là chồng. Thôi nói trên cái gì vợ chồng nói nhỏ nhẹ đừng gây lộn nha. Ủa chồng nói gì với vợ chồng nói gì đó hả? Cứ hỏi gì mà kêu chồng con vậy đây. Ủa mà dù đâu anh cũng là chồng em. Trời ơi. Thôi chuyện gì vợ chồng thì tự hàng xíu. Giờ ảnh nói vậy Khoa tính sao? Kêu ba mẹ qua nói chuyện luôn kìa. Thôi khỏi phá luôn, khỏi nói gì. Phá luôn trong vừa lòng. Trời ơi. Đi mua thuốc sổ lãi uống đi. Trời. Phá thai rồi đi kêu mua thuốc sổ lãi uống. Kì vậy chứ. Thuốc sổ lãi uống là tự nhiên mất à. Khỏi má. Anh né vừa thôi chồng à. Chồng nói vậy, chồng nói vậy hả? Giờ mua Fuaca hay là Viagra? Thôi rồi, để tụi đi phá, không nói nữa. Không, nhưng mà Khoa phải chính xác mình có bị hôn với chứ. Nó có rồi. Vậy đó hả? Là thử que mới biết đó hả? Dạ. Ủa Khoa cho chú hỏi mình thử cái que nó lên sao mà mình biết mình bị có thai ta? Dạ thì có màu đỏ chứ. Đó là bị hai dạch Covid đó. Hả? À cái que lên hai gạch là dính con có bài gì là Minh Từ Vũ mà. Trời ơi động trời. Anh không chấp nhận lỗi đẹp kiếm người khác. Anh đừng nói vậy. Đi kiếm gấp một cái. Nhưng mà em vẫn yêu anh. Hỏi luôn. Hỏi là sao? Hỏi luôn. Em ơi. Em vẫn yêu anh à. Mời đi diễn. Quên đi diễn. Tôi làm ăn lại phá rồi à. Anh nói gì nói ra chứ. Anh là chồng em mà nói vậy đó hả? Không, cái mình Hân mày hân tóc đẹp trai dữ ta. Thấy Hân chịu khó kìa. Thấy Hân đẹp trai không? Hôm nay đẹp trai quá trời luôn kìa. Không, anh vẫn là anh ba em. Anh đừng nói vậy. Quen thôi chứ. Không, em đi ngồi nhanh nha. Nổi luôn. Bơ đi dẹp. Ai giờ cũng biết anh là chồng em hết rồi. Cả thế giới biết luôn rồi chứ không phải đơn giản đâu. Ai cũng biết anh là chồng em hết rồi. Bớt dạ. Biết đi. Ủa trên YouTube giờ ai cũng hỏi em hết rồi kìa. Bớt hùng đi. Khoa có đọc bình luận không? Ta có chúc mừng gì không? Có. Bớt hùng đi. Ta nói sao ở trên bình luận Khoa? Có thể nói dài cái bình luận được không Khoa? Không, em không có. Em đâu có làm lại mà em đọc bình luận ở trên mạng thôi. Khùng quá khùng. Có người kiếm nữa đây. Chết nào.
Chắc hôm nay không có ra em. Mang vớ cũng dài nhìn rất là sợ người ha. Ủa, cứ sầu nữa. Khoan cơm thịt bằm khoan. Dạ, tự cũng làm đó. Trời ơi, Khoa giỏi quá vậy. Người đàn bà đảm đang là đây chứ đâu. Trời ơi. Tao biết tự nấu ăn, tao biết tự làm. Rất là giỏi vắng. Khoa không chịu hơn Trần. Khoa chịu hơn Trần không? Không. Đó, thấy chưa? Ba mặt lời rồi còn gì nữa. Ê, người ta anh ta luôn nha, anh nói chuyện với đàng hoàng với chồng. Trời ơi, chồng cũng cứ chồng một đống quá hả? Anh là chồng em. Bớt đi. Bớt diễn đi. Nói chuyện với phụ nữ có thai mà, nói chuyện từ từ thôi Quang ơi. Anh chịu, anh đi vô ghế ngồi đi. Không, vô ghế ngồi trên ăn cơm. Nói là mơ đét mộng luôn. Rất là thèm chua luôn nha mọi người. Cơm thì thịt bằm tự làm rất là ngon. Khoa ăn lát hồi nhớ ăn thêm trái cây đồ cho nó bồi dưỡng cơ thể vô nha Khoa. Dù ai nói ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Chính chị Mỹ Dung còn nói vậy nè, chị Mỹ Dung nói chị chúc mừng Quang với Khoa nha, mong hai đứa được hạnh phúc. Bớt chút rồi đi, bớt đi. Ủa chồng nói gì kỳ vậy? Anh với chồng em á, không á, chồng mà đuổi vợ vậy đó hả? Chồng nói gì thôi chứ thấy mặt là chồng là biết mà, chồng cũng đồng thương vợ, chồng cũng thôi chồng ơi, tưởng giả tạo quá đi. Chơi đi. Vợ biết, chồng yêu vợ, chồng không muốn vợ lại đây thôi. Vợ rồi nha, chỗ làm ăn nha, qua quậy đâu đi. Lại nói mất đắc chồng bạo lực lên nhau nha. Chồng bạo lực cỡ nào bây giờ vẫn yêu chồng. Bạo lực đi, thoải mái. Vợ rất là mong muốn chồng bạo lực với vợ. Thôi thôi. Càng bạo lực thì vợ càng yêu chồng. Thì chồng muốn ra cũng được hết, vợ đẳng đàn chiều luôn. Bạo lực đánh vợ cỡ nào vợ cũng im à. Vợ không đi á sao? Dạo này thấy chồng cái kỳ nha. Hồi đó chồng á lúc nào vợ chồng cũng bên giật vợ, giờ chồng gắt cao vợ. Trời ơi. Vũ vô với vợ không à. Chồng vũ vô với ghê. Khoa ơi, ăn trái cây vô đi. Ăn thấy chồng em không? Giờ chồng nuối được vậy sao ăn nuối gì vô. Thôi đừng buồn, ăn trái cây đi. Mới ngủ dậy dọn dẹp phòng nhớ chồng muốn chết luôn à. Đồ phụ bạc.
hồi chiều đấy anh ơi, trên mạng chở gậy à, chở gậy đi chơi tao mày chúng làm nha, chở gậy đi chơi nha. À cho muộn gậy rồi đi. Để điện kêu tắm cái đã. Anh đối xử với em gì đó hả chồng? Đi chỗ khác chơi. Không. Chồng ở đâu đi vợ ở đó. Dạ chú đây 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 đây. Tốt tốt đi. Tay nó xung ghi dễ hơn chút chả xung ghi đi chơi ha. Dán không? Dán chở không? Trời. Làm gì không dám chở. Rồi, chở đi mua hamburger ăn nè. Rồi, ăn kem luôn nha, con cơm. Kem hả? Để xíu rồi. Để xe của...